Hello, chào tất cả anh em, chào mừng anh em của mình. Nếu như một ngày nào đó mà chúng ta mua một trái lăng hoa và không may cơ địa của chúng ta nó bám mùi kém hơn so với các anh em cũng đang dùng trái lăng hoa này, thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào để có thể ít nhất tăng lên được khoảng từ 10 đến 20% cái hiệu năng của mùi? Thì ngày hôm nay trong video này thì mình sẽ chia sẻ nhanh anh em cái có thể gọi là cái kinh nghiệm cá nhân của mình. Nó không phải là một cái barem, nó không phải là một cái tiêu chuẩn để các anh em có thể áp dụng. Thế nhưng nó cũng là một cái để chúng ta có thể tham khảo. Đó là ba cách để mà chúng ta tăng cái hiệu năng mùi nếu như mà không may chúng ta, cái cơ địa của chúng ta nó không phù hợp với cái mùi hương mà chúng ta ưa thích. Và nếu như có thể thì mình rất mong các anh em, nếu như các anh em muốn tìm mua một sản phẩm gì đó, hãy inbox mình để ủng hộ mình. Mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ mình sẽ chia sẻ nhanh các em ba cách theo cái quan điểm cá nhân của mình để có thể tăng hiệu năng của mùi. Ok, let's go. Ok, cách đầu tiên đó là chúng ta hãy xịt giảm nhiều lần. Ở đây thì các anh em hãy mua chai chiết khoảng 5ml hoặc 10ml tùy mọi người. Và sau đó khi chúng ta đi làm hoặc là đi đâu cả ngày chẳng hạn, chúng ta hãy cầm theo. Thì sau khoảng 3 đến 4 tiếng chúng ta hãy xịt khoảng từ 1 đến 2 phát xịt thêm ấy. Bởi vì bất kỳ một chai nước hoa nào dù có bám kém đến đâu thì ít nhất nó sẽ vẫn duy trì được hiệu năng của mùi trong khoảng từ 3 đến 4 tiếng. Thì sau đó bắt đầu nó mới đuối dần. Thì chúng ta hãy tính vào khoảng tầm từ 3 tiếng đi. 3 tiếng thì chúng ta hãy lấy cái lọ chiết đó ra và xịt. Nhưng ở đây là xịt dặm thôi nhé, chứ không phải là chúng ta xịt gọi là đã tay thì thôi, thì không phải. Mà chúng ta chỉ cần 1 đến 2 sọt để làm sao mà nó duy trì được cái hiệu năng của mùi. Đừng có xịt theo kiểu thì là không phải. Chỉ cần 1 phát, 2 phát thế thôi. Sau đó chúng ta lại đi vào chỗ làm hoặc là đi vào chỗ đông người, tùy mọi người. Thế nhưng ở đây cách đầu tiên mình muốn chia sẻ với anh em đó là hãy sử dụng một lọ chiết nhỏ và sau đó cứ cách khoảng vài tiếng đồng hồ chúng ta hãy xịt dặm, thì ít nhiều nó sẽ vẫn duy trì được hiệu năng của mùi. Đấy là cách đầu tiên mình muốn chia sẻ với anh em. Cách thứ hai đó là sử dụng lotion. Ở đây thì cái lotion ở đây có nghĩa là cái kem dưỡng ẩm ấy. Thì có một vài cái các anh em cần chú ý, đó là dưỡng ẩm phải là không mùi. Mình thấy là nhiều các anh em hay chia sẻ là dùng Nivea đó, nó cũng là một dưỡng ẩm. Thế nhưng ở Nivea thì mình thấy nó vẫn hơi có mùi một chút. Cố gắng làm sao mà các anh em nên tìm cái loại lotion không có mùi. Ở đây thì mình có thể giới thiệu với các anh em, mình không bán nhá, mình không bán cái loại này đâu, cái này là mình tìm thôi. Anh em có thể sử dụng cái này này, nó tên là Avino, đấy. Là cái này là không mùi. Loại này là không mùi luôn. Thì cách sử dụng của cái này ấy, trước khi mà các anh em xịt khoảng từ 5 đến 10 phút ấy, thì chúng ta bôi này này, xong bôi vào đây, bôi để cho nó còn cái lotion nó còn ngấm, chứ không phải là cứ bôi phát nó xịt luôn. Thì mình thấy rằng là nó tính hiệu quả không cao, bởi vì cái nguyên tắc của chúng ta, cái nguyên tắc về da ấy, bao giờ cũng thế, khi mà chúng ta bôi lên thì nó cần có một vài phút để cho nó thẩm thấu xuống. Chứ mà bôi lên mà xịt luôn thì nó kịp bám vào da đâu, mà xịt thì mình cảm thấy là cái hiệu năng nó không cao. Đấy là cái kinh nghiệm của mình nhé, chứ không phải là sách vở nào. Thì các anh em nếu mà có ý định sử dụng cái kem dưỡng ẩm này thì chúng ta bôi trước khi xịt ấy, chúng ta bôi lên để khoảng, mình nghĩ khoảng 5 phút là ok. Bôi vào vùng cần xịt và sau đó là khoảng 5 phút ta mới xịt nước hoa lên. Thì cá nhân mình thì mình đã dùng thử cách này 1 đến 2 lần thì mình thấy rằng cái ưu điểm của nó là cái độ bám mùi nó có thể nâng lên được tầm từ 10-20%. Và cái nhược điểm của nó là bởi vì chúng ta không hay quen dùng mỹ phẩm như các chị em ấy, thì cái kiểu nó dính lên da thì nó cũng hơi khó chịu. Nhưng mà mình nghĩ rằng một hai lần đầu có thể chúng ta không quen, thế nhưng mà xài lâu thì nó cũng quen hết, không có một cái gì phức tạp cả. Thì cách thứ hai mình muốn chia sẻ với anh em đó là sử dụng kem dưỡng ẩm, nhưng đặc biệt chú ý là không có mùi. Đó, đây là cái lọ mà mình muốn chia sẻ. Và nói lại là mình không bán nhé, mình không có một sản phẩm nào của cái lọ này đâu. Có anh em lại nghĩ mình là PR bán hàng. Đó. Và cái cách đơn giản hơn cho các anh em đó là sử dụng một chai nước hoa rất là thú vị,
nhiều người nói rằng nó không có mùi, nhiều người nói rằng là nó sử dụng để mix mùi. Còn đối với mình thì mình thấy rằng cái hiệu năng của chai này to rõ ràng nhất đó là nó tăng cái độ bám tỏa mùi cho các chai bị yếu sinh lý Molecule 01. Chai nước hoa này được đánh giá là sử dụng 100% Isoe Super. Nói một chút về Isoe Super, nó là một cái gì, nó là cái quái gì mà chúng ta, mình nghĩ rằng nếu như các anh em đã chơi một nước hoa một thời gian ngắn thì chúng ta đều nghe cái chất này. Về bản chất, mùi hương nó có một cái sự khuếch tán. Nó một hình dung ở đây, khi mà chúng ta nấu ăn ở trong nhà bếp ấy, thì ngay lập tức nhà ngoài, phòng khách chẳng hạn, thì cái mùi thức ăn của chúng ta nó đã khuếch tán ra đấy. Thì có nghĩa rằng các phân tử mùi nó có một cái khuếch tán mùi, thì nước hoa nó cũng như thế. Nhưng ở đây chúng ta cũng cần mùi hương nó phải bao bọc quanh chúng ta, chứ không thể là có mỗi việc khuếch tán mùi hương cũng là tốt. Thế nhưng chúng ta cũng cần mùi hương nó giống như một cái vòng tròn xung quanh chúng ta để có thể có một cái độ sillage, đó cái độ lưu hương lại trong không gian khi mà chúng ta đi qua đi lại vào bất kỳ một chỗ nào đấy. Bởi vì nếu mà khuếch hết, bay hết đi thì quanh người chúng ta làm gì còn một cái gì, không còn một cái gì để mà vương vấn khi mà chúng ta đi qua đi lại ai đó. Mà chúng ta cũng vẫn cần nó phải như một cái vòng tròn bao quanh chúng ta để mà tăng cái độ lưu hương lại trong không gian khi mà chúng ta di chuyển. Thì Isoe Super chính là một trong những cái chất mà người ta thường hay dùng để mà tăng cái độ lưu hương lại trong không gian. Thì với Molecule 01, mình nghĩ rằng nhé, cái cách mình dùng chai nước hoa này đó là để tăng cái độ hiệu năng của mùi. Thực tế mà nói thì mình đã test với Montblanc Explorer. Để mình lấy, không biết mình vừa cất đâu rồi. Không biết chai nước hoa Montblanc này mình để đâu rồi. Đây, ok. Thực tế thì mình đã test Molecule 01 với Montblanc Explorer. Đây là chai nước hoa mà bị các anh em chê bai rất là nhiều về cái độ hiệu năng của mùi. Cá nhân mình thì mình thấy nó bám rất là ghê luôn ấy, không hiểu sao các anh em lại luôn cho rằng nó có vấn đề. Cái đấy thì thôi, quan điểm của mỗi người. Thế nhưng ở đây mình đã test xịt cùng Molecule 01 và Montblanc Explorer thì mình cảm thấy rằng nó có thể giúp cho chai nước hoa này tăng cái power lên khoảng từ 10-20%. Không thể nào mà hy vọng ví dụ như là một con vịt mà xịt cái này nó có thể nhanh như một con ngựa, nó có thể khỏe như một con gấu, thì đừng bao giờ, các anh em không nên nghĩ như thế. Ở đây thì nó chỉ có thể là giúp cho con vịt nó chạy nhanh hơn đấy, con cá nó bơi khỏe hơn một chút đấy, kiểu dạng như thế. Thì nếu như anh em nào muốn tăng hiệu năng của mùi thì Molecule 01 cũng có thể là một giải pháp thú vị cho các anh em. Thì vừa xong, mình vừa chia sẻ nhanh đến các anh em ba cách để tăng hiệu năng của mùi, đó là xịt dặm bằng một lọ chiết nhỏ, sử dụng lotion không mùi, kem dưỡng ẩm không mùi, và cách thứ ba đó là mix cùng với chai nước hoa Molecule 01 đó. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này của mình. Hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.